hello anh em các anh em muốn tự quay video tại nhà nhưng mà giờ nhà chật quá thì phải làm sao không có chỗ để camera đúng không đó à, như giờ các anh em nhìn cái góc này của mình là các anh em thấy nó ổn rồi đúng không dư rất là nhiều chỗ để mình để đồ nữa mình có thể quay cả tí đồng hồ nhiều đồ không sao hết và các anh em thấy nó vẫn ổn mặt nhìn cũng uh, dễ thương đúng không rồi vậy thì bây giờ nhìn rồi đây là cái góc mà mình đang quay ở nhà và cái camera này nó cách cái mặt mình chưa tới một sải tay nữa các bạn nó chính xác là rất là gần luôn và nó chỉ ở cự ly khoảng đâu đó là 60 cm thôi 60 đến khoảng 65 cm thôi vậy thì trong cái video này à, cho anh em nhìn kỹ hơn chút xíu đó, à, cái phòng này không camera nè đây camera đây nó phòng rất là nhỏ gọn không diện tích rất là hẹp luôn đứng ra đó. vậy thì làm sao để có được một cái camera mà quay trong nhà góc hẹp À, frame ngang, frame dọc gì được không thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái, build một cái camera Nhìn kỹ nha, bạn sẽ thích điều này Chân máy nhỏ gọn Camera nhỏ gọn Thao tác nhanh à, Tháo ra đó, thao. Gắn vô Chưa Đang quay frame ngang muốn chuyển sang frame dọc, không có tháo ra gì hết á Xoay dọc Thế là xong lại tháo ra, đi quay chỗ khác, lại về, gắn vô Frame dọc, thích frame ngang, quay frame ngang Mà không đổi cái điểm center Và nguyên cái combo này các bạn có thể để trong một cái không gian hẹp Chỉ cần cái phòng của bạn á, chỉ cần bạn cách camera nửa mét thôi Là đã có thể xài được rồi Và bây giờ phải làm sao với nó nè hey, this is vậy là các bạn vừa xem xong một cái đoạn giới thiệu ban đầu của nguyên một cái setup như thế này tuy rằng nha tuy rằng trong cái video ban đầu các bạn thấy là mình sẽ có đặt lên trên am nhưng mà trong điều kiện của các bạn các bạn sẽ không cần có am cũng được các bạn cần một cái bàn nhỏ thôi là được đừng có phức tạp một vấn đề đó là gì và cho nên tất cả mọi thứ chúng ta sẽ cố gắng chúng ta giải quyết trong một cái combo như thế này và mình tin rằng có nhiều bạn nha Có nhiều bạn Một là bạn sẽ có sẵn máy, bạn chỉ cần mua thêm đồ Hoặc là một số đồ này bạn đang có sẵn Còn nếu như bạn nào chưa bao giờ mua một cái máy nào hết Và các bạn đang muốn tìm một cái uh, giải pháp Để các bạn bắt đầu làm content creator hay là làm một cái gì đó thì ok Đây, nguyên cái bộ này là cái bộ mà các bạn Mình nghĩ rằng các bạn nên chuẩn bị mua sắm À, cái bộ này, bộ này Mình khuyến khích các bạn nên chuẩn bị mua sắm Một cái bộ giống như thế này Rồi, bây giờ mình sẽ tear down từng cái ra đầu tiên luôn Thì bây giờ sẽ tháo ra đếm dần dần Để tính tiền cho các bạn biết Thì nguyên cái bộ này chính là cái bộ Mà nó sẽ giúp các bạn quay chụp trong không gian hẹp Chân MT 37 Giá 690 Coi như là 700 ngàn 700 ngàn Thanh carbon Nối dài 200 ngàn Là 900 ngàn Ulanzi Ok, Ulanzi MT70 Ulanji MT70 Đây Giá con này là uh, 650 ngàn Cộng với lại 900 ngàn Là 1 triệu 450 ngàn Ok, 1 triệu 450 ngàn Rồi, Wix Release 400, 400 ngàn 1 triệu 850 ngàn Hết nguyên đống này 1 triệu 850 ngàn rồi, cái vòng Ulanzi Cái vòng Ulanzi S60 Cái vòng mà để xoay xoay này nè Xoay ngang xoay dọc á Đó, à, cái vòng xoay ngang xoay gập nè Giá 1 triệu 2 Cộng với lại 1 triệu 8,50 Thôi coi như xoay xích là tổng cộng là 3 triệu Rồi, vậy là 3 triệu Cho những cái món đồ linh tinh 3 triệu cho những món đồ linh tinh Camera 15 triệu ống kiến là 10 triệu tổng cộng là 25 triệu cộng thêm cái small rig này nữa một triệu nữa là tổng vệ sinh nguyên đóng này là 29 triệu và với 29 triệu này bạn đã có thể có được một cái combo để quay góc hẹp ở trong nhà và nói thẳng các bạn luôn mua hết đóng này 29 triệu nghe thì nó có vẻ mắc nhưng mà thật ra là nó sẽ mang lại cho các bạn một cái sự tiện lợi vô cùng lớn mà mình tin chắc với các bạn là các bạn sẽ không bao giờ các bạn thất vọng tại vì trước sau gì các bạn cũng sẽ phải mua. Còn những bạn nào mà đã có máy rồi thì việc các bạn mua thêm cái phụ kiện hết đống này có bao nhiêu? Có 3 triệu bạc à. Mà các bạn có một cái combo thích quay ngang thì quay ngang, thích quay dọc thì quay dọc. Vậy thôi. Xin cảm ơn các bạn.